Rồi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Thế Dương TV nha. Một lần nữa thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho bạn xem cái cảnh đóng nạp cầu của hai con xe ha các bạn. Thì đây là con Hitachi X200 triệu năm ha. Còn con Mitsubishi 220. Thì ở clip trước thì các bạn có thể thấy rồi là xe đã dựng ba cây cột mũi á. Chiều hôm qua thì mấy anh em cũng chèn cọc rồi xuống để dằn cái mũi chẹt ở dưới nè. Đấy, thì sáng nay mấy anh em sẽ tiến hành là dựng đốt hai lên để đóng nha các bạn. Đấy, bây giờ thì mấy anh em đang hàng mão ha, đang hàng cái mão vô ế lộn mà nhầm, đang hàng hộp nối. Cái này thì do các bạn ở video trước mình cũng có nói rồi ha, cũng do là sát nhà quá nè cho nên là không có đóng búa mà dùng hai xe cuốc để đóng xuống. Nhưng mà không biết là có xuống hết hay không, nhưng mà xuống được như xuống thì nồi chói cọc thôi chứ không có ép. Tại vì nếu mà ép quá thì đóng chỗ quá nó cũng nghiêng nhà, nứt nhà thì thường cái nhà đó các bạn đấy, nguyên cái nhà. Rồi, đợi tí nữa mấy anh em hàng hợp nối xong thì sẽ tiến hành dựng đốt hai lên ha. Thì cái cọc mũi đó là 11m7 rồi đó. Còn đốt hai là cũng 11m7 nữa. Để coi xuống hết hay không. Dùng đất này nó cũng hơi mềm. Đấy, đang hàng các bạn, hàng hộp nối này thì hàng phải cứng hơn đóng búa nha. Đấy, hàng giáp bốn mặt luôn nhưng mà hàng liền mí luôn. Đóng búa thì hàng 73 được, còn kiểu hai xe nhận kiểu này là hàng phải thật là chắc mới được, không chắc là nó sức. Đang nhích xe lên để chuẩn bị lôi cây đốt hai ra. Hai cái đốt hai là hai cây nằm ở đây nè. Bị lên cọc nha các bạn, hàng mấy cái hộp nối xong hết rồi đó, nó nhận xuống rồi một tí. Ngay chợ cho nên người dân đã đi qua đi lại quá trời. Mới bỏ qua đêm được chứ, mới ăn đêm chói cọc, mới đêm chói cọc các bạn, ghê chưa, chói giả thôi, nhúng nó đi nghĩa là đi à. Xe luôn chưa xuống. Bỏ như con bảy ra tiếp. Không xuống. Mới con đẹp chó chứ ngắt luôn trời. Không nhóm được miếng nào luôn. Mấy cọc
dằn mũi này là nhận cứng khừ luôn các bạn. Mới xuống thiếu lực một chút xíu đó. Nhả rồi đó, nhả là xuống rồi các bạn, nhả chói là xuống liền đó. À, màn hấp dẫn chuẩn bị tới đây các bạn. Xuống sửa dây lên cái nữa mới lên nha. Thì nó đang xây cái cọc lại đó các bạn. Cọc nó nằm ngược đầu với nha, ngược đầu á. Mới xuống nên mình quay máy quay cái góc nó không lấy góc rộng được, mình ngồi nó hơi xa nha các bạn, tại mình bỏ quên cái thẻ nhớ của cái Google ở nhà. Hôm qua mình đút vô cái laptop lần mình chỉnh phim rồi cái đầu mình để quên cái thẻ ở trong đó luôn. Sáng nay mình thức mình đi không có nhớ. Để cái máy quay thì ngồi nó hơi xa. Máy quay nó không có lấy góc rộng được như cái Google nha các bạn. Đang lắc thì xuống nhưng mà xuống hơi chậm. Cũng gần tới rồi. Tới khoảng vài phần nữa, một phần nữa tới. Lắc cho nó xuống tự nhiên thôi chứ không có nhận được, nhận cây cọc ở dưới nó xuống luôn. Xuống luôn thì sẽ không có hàng được. Năm phần nữa. Rồi các bạn, hàng hộp nói xong rồi, bây giờ là
sẽ bắt đầu tiến hành nhận xuống nha. Đấy, cái góc quay bên kia nó hẹp quá, mình qua ngồi đây quay vô cho rộng rộng như cái nhà mình xem ha. Xe kia nó nằm bên nó chẹt nó quá thấp, phải nằm phải nó sang chẹt cái này cao thoải mái. Đó, bắt đầu lên ga. Biết là xuống được bao nhiêu mét ở đây, hồi hộp quá, biết là có xuống hết không. Mấy đứa học sinh nữa, ngay chợ người ta đi ra đi vô rất là nhiều. Hy vọng là xuống được nhiều nha mày. Bên chặt lớn này rồi tới rồi, chặt nó thấp quá, thấp mà rồi, thôi tinh bằng mở dày xíu xíu các bạn để nó chói lắm á, mở xíu ra hết đất cái lại xuống nặng lắm. Một chiếc nhận, một chiếc câu dây xích thì xuống chừng khoảng mét ngoài nữa là chiếc ở dưới này nó chụp đầu được rồi. Bị tiếp tục đó, bắt đầu đó, anh nào cũng bắt đầu hết trơn rồi các bạn.
đoán luôn, xuống được khoảng nửa cây. Thịt khô đen nó xuống nổi, nghĩa là không có làm quá được nha các bạn. Làm quá thì nó cái sợ rộm nứt nhà bên kia, dân người ta thường là mệt lắm các bạn. Giặt vậy là nó ở trên đó nó cũng cung kinh dữ lắm á. Không hết nổi rồi, chỉ lấy gạo nện nó mới xuống nữa, nhưng mà không có nện được. Thảo luận với giám sát á. Rồi, cây kia vậy là hết xuống rồi đó các bạn. Đó. Giờ là sẽ tiến hành tới cây giữa ha. Còn khoảng 6 mét xuống được khoảng nửa đốt. Nhưng mà rồi, chuẩn bị lên cây trụ thiết kế tiếp. Rồi, lên cây cọc thứ hai nha các bạn. Rồi, hơi bị nặng ngược đầu rồi. Thấy khó không các bạn? Ừ, lấy gạo đá cái chân kia. Lên được cây cọc rồi cũng chẳng ai thôi. Ở một bên thì dây điện, còn một bên thì cái nhà.
bự mà gồng cái gậy cọc lên chân ai quá. Quá trời. Không xuống rồi. Hơi dư thịt ha. Kia móc không nói chịu lại, thằng chịu thằng nhận xuống chứ quá nặng rồi. Chưa cỡ 5 phân nữa. Cỡ 5 phân nữa mới được.
dây lên các bạn. Tuốt dây xích lên. Xíu nữa là vô được rồi. Xe sát vô lực mạnh hơn. Đưa gạo lên tới rồi đó ăn. Rồi, để coi lên luôn cây thứ ba không đây. Bây giờ này cũng 11 giờ rồi các bạn. Không biết nó lên luôn không đây, chắc nó lên luôn á.
xuống ngọt ngọt. Cương luôn, quất luôn cây thứ ba luôn. Nhiều người chắc cũng thắc mắc là tại sao mà nó xuống có nửa cây mà mình không chẻ hai cây ra đang cầm cho tiết kiệm cột lại quá. Thì cái này là do nó có hộp nối, nó có đầu hàng, cho nên là không có thể nào mà mình chẻ cái cây cọc ra làm hai được. Nếu mà chẻ làm hai thì có một khúc có đầu hàng, khúc không có đó. Cho nên là phải buộc phải cầm gì đó rồi chặt bỏ khúc trên thôi, chặt hạ khúc trên. Xuống tới rồi đấy, đứng cọc nữa là hàng rồi. Xuống nha các bạn. Đấy.
trời luôn rồi, gần 12 giờ luôn rồi. Đấy, đang đặt thứ thủy nha. Nhắn đâu đó mới nhận xuống các bạn. Xong ba cái trụ ba tim ở dưới xong ha. Thì video này Thái Dương TV xin tạm dừng ở đây, hẹn các bạn ở video kế tiếp nha. Mình sẽ quay cho các bạn xem đóng ba tim trên bờ ha. Rồi ok, xin chào và hẹn lại các bạn ở những video mới nha.